Sân khấu nó là sự ước lệ về không gian, ước lệ về thời gian, khác với sân khấu kịch truyền thống là hiện thực tâm lý. Phương pháp sân khấu của chúng tôi là phương pháp ước lệ biểu hiện, bởi vì khán giả của chúng tôi là ai? Là những người sở hữu những cái điện thoại thông minh, họ có thể xem phim, họ có thể xem kịch ở tận London cơ, họ có thể chơi game, tức là gì? Rất nhiều phương tiện để giải trí. Thế thì chúng tôi phải làm thế nào để họ phải đến rạp và họ thấy rằng chỉ có mỗi đến sân khấu thì mới có cái sự hay ho hấp dẫn này mà thôi. Tôi là một người sinh ra ở trong một cái không gian chèo. Mẹ tôi là diễn viên chèo, bố tôi là nhà viết kịch bản, đạo diễn chèo, nhà lý luận phê bình chèo. Từ bé là tôi đã theo mẹ ngồi cánh gà rồi. Thì cái nghệ thuật chèo nó thấm mà tôi lúc nào không biết. Từ khi học đạo diễn sân khấu ở bên Bulgaria là đã định hướng cho mình một cái sân khấu ước lệ biểu hiện rồi. Tôi lấy cái hình thức sân khấu, cái chiếu chèo của các cụ ngày xưa, tức là một cái chiếu chèo trải ra sân đình. Thế là diễn viên, nhạc công ngồi xung quanh biểu diễn luôn. Đấy, ánh sáng thì đơn sắc thôi chứ không xanh đỏ tím vàng. Nó không có những cái vật dụng bình thường như là cốc uống nước, như là bàn ghế để ngồi. Khi người diễn viên diễn là người diễn viên phải tưởng tượng. Họ tưởng tượng tốt thì họ lại dẫn dắt khán giả cùng theo tưởng tượng theo họ và bị cuốn vào cái câu chuyện trên sân khấu. Đấy là một cái tương tác nó rất là sâu. Nó tương tác giữa sân khấu và khán giả để lôi khán giả phải tưởng tượng cùng. Rồi đến một lúc ở đấy lại ngắt cái sự tưởng tượng của khán giả lại cho họ về đời thường, họ đang xem kịch đây này. Đấy, kịch của chúng tôi nó là như vậy. Nếu không có linh hồn của tôi chỉ dẫn thì cái đống xác thịt đấy chỉ là thứ vô tri mù quáng. Vô tri mù quáng. Vô tri mù quáng. Thế mà chính linh hồn của ông đã bị tôi sai khiến đấy. Chính vì âm u đuôi mù. Ví dụ kịch nói thông thường ấy thì chúng tôi có thể thoại đi lại nhẹ nhàng, ngồi và thoại những nhân vật với nhau thì nó hơi gần gũi với đời thường. Trong những vở kịch đó thì lúc nào mà cần vũ đạo hoặc hình thể thì nó chỉ chiếm những cái số ít trong cái vở kịch đấy thôi. Thì ở đây với lực tim thì chúng tôi hầu hết là cứ bắt đầu vở đến trước khi cuối vở chúng tôi phải sử dụng 100% sức lực của mình trong cả lời thoại lẫn hình thể trong cùng một lúc. Diễn viên có thể đi một vòng là thay đổi thời gian, không gian. Họ chỉ múa một đường. Thế là nó sẽ sao một cái tâm trạng khác. Đến nay thì là sự tôn trọng, cung kính. Ngày thì là nó là đau đớn, quằn quại. Diễn viên ở trong đoàn kịch Lực Tim này phải học rất nhiều thứ. Học từ xiếc, học tuồng, học hát. Có một chút về nhảy nữa. Các nhân vật không chỉ đơn giản là thể hiện cái cảm xúc ở bên trong, cái tôi của nhân vật, mà còn phải biến những cái cảm xúc đấy ra ngoài cơ thể thông qua những hình thể của mình ở bên ngoài. Từng đường đi, từng động tác cho nó khớp với từng tiếng động và từng âm nhạc. Có nhiều cuộc hội thảo rồi báo chí viết nhiều, nào là khán giả quay lưng không quan tâm đến sân khấu, cảm giác như nghệ thuật sân khấu bị chết rồi. Không bao giờ nghệ thuật sân khấu chết cả. Mà cái chết là chúng mình, đấy là các nghệ sĩ không làm mới mình. Không theo kịp được với cái nhịp sống, không theo kịp được những cái với khán giả đương đại, đương thời. Vậy thì chúng ta phải làm sao để cho khán giả thấy rằng nghệ thuật sân khấu nó có sức hấp dẫn riêng của nó, mà chỉ nó mới có mà thôi. Và cái quan trọng là anh phải làm thế nào đó để anh có những sản phẩm cuốn hút khán giả.